giao lưu anh em, cái mai rừng ôm đá hàng VIP nha anh em. Cây này nó ôm đá đẹp nha, dễ lắc lượng xuống sâm ấy. Nó anh em trồng là đây là cứng cáp cây luôn à, trồng lò đá rồi mấy cái sáng sáng nó lên luôn, đẹp lắm. Cây này hoài đẹp nha, to cây dễ nhiều nha, nó có dễ cho nó anh em nghe, giờ sau này em ghép xuống cũng được, ghép dễ xuống quán gì cũng xăm rồi. Cây này mà không chơi chơi cái nào nữa, nó nhận đích nữa nè, quán xuống lên nó ôm xuống lại lên hết luôn nha anh em. Rồi để gì đâu cái thước luôn, quá khủng. Chiều cao 80, chiều cao 80 nha anh em, ngang 80, ngang từ đây qua kia là 80 nha, từ đây qua đây hoành thủng tổng thể 103, nó hoành đá luôn là 103 nha. Còn chỗ đây 52, nó 52 rút ngọn 37, còn 37 đi ngang 40, đi ngang 40. Có cái này anh em vô chậu là cứng cáp cây luôn chứ không có sợ yếu đế rồi nha, lột đá lên đẹp nha. Đó trồng ở đây nè, đó là lồi lên hết luôn nha, dễ xuống chậu hết luôn nha. Cái dễ này anh em ghép xuống nè, đẹp nha.